sĩ tại đội Mẫu Sơn nha. Đây là ngày 14 tháng 5 năm 2022 âm lịch nha. Quý vị nhớ bấm đăng ký đón xem những video tiếp theo nha. Thank you.
Thank you.
Thank you.
nữ tiên đá keo như đá ta. Thank you.
chiều chính ta anh là Bắc Giang anh ơi. Hai ngày dù chiến thắng nha. Mấy chị đi em chắc là tinh đông rồi đâu mà đông. Tinh đông phải không? Hai cuốn long an này không phải Bắc Giang đâu. Thank you.
chờ và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo nhé. Quý vị nhớ bấm đăng ký và đón xem nhé. Bye bye và hẹn gặp lại nhé. Đây là nấu rồi, kỳ tiếp sau.